Rồi mời chị lên. Dạ. Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương xin chào chị. Chị có thể chào khán giả, cho khán giả biết tên tuổi cũng như năm sinh của mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Hiền Lương, 54 tuổi, từ Sài Gòn xuống đây. Về mảnh ghép yêu thương của Sài Gòn Go, em xin kính chúc quý khán giả trong nước cùng ngoài nước, cộng đồng mạng, anh chị em, cô chú bác lời chúc sức khỏe. Nguyễn Thị Hiền Lương. Dạ. 54 tuổi, đến từ Sài Gòn hả chị? Dạ. Chị Sài Gòn quận mấy chị? Dạ em quận 12. Quận 12. Dạ. Nguyễn Thị Hiền Lương. Cái này nghe giống cái từ gì ở ngoài Huế chị? Dạ. Hiền Lương ha. Dạ. Dạ. Dạ, hiện nay ở trên quận 12 á, chị sinh sống ở trên đó, chị đang làm cái nghề nghiệp gì chị? Em thì đi làm công nhân thôi. Công nhân công ty hả chị? Dạ. Rồi cuộc sống công nhân nó có ổn không chị? Dạ cũng ổn anh, tại em làm lâu rồi. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay chị Lương đến với mảnh ghép yêu thương nè. Tình trạng hôn nhân của chị như thế nào chị? Em thì lấy chồng được 6 năm, em ly hôn 17 năm rồi anh. Cho đến giờ. Tại thời điểm từ đó cho đến giờ con nhỏ em nuôi con nên là không nghĩ gì đến ai. Bây giờ con lớn này bắt đầu nghĩ cho đến bản thân, kiếm một bờ vai để sống đoạn đời còn lại. Hai anh chị chia tay nay cũng mười mấy năm rồi hả? Dạ, 17 năm rồi. Con với nhau được mấy mặt con chị? Dạ, hai con ạ. Bé trai, bé gái. Chắc lớn hết hả chị? Dạ, cháu lớn năm nay 22 tuổi, cháu nhỏ 20 tuổi đang đi nghĩa vụ quân sự đầu năm nay. Là cháu trai là đang đi nghĩa vụ quân sự. Dạ. Còn cháu lớn là? Là đi làm rồi. Nữ hả? Dạ. Có gia đình chưa? Dạ chưa. Dạ. Hiện thời chị Lương ở quận 12, chị sống với ai? Em thì ba mẹ con sống cùng nhau. Nhà mình hay là nhà trọ? Nhà em ạ. Nhà mình luôn hả? Dạ, em làm hết rồi. Dạ. Rồi chị Lương có thể bộc bạch chút xíu tâm sự nhỏ của mình là cho quý vị khán giả cũng như cái mảnh ghép mà sắp tới của mình biết á, là tình trạng hôn nhân của mình vì đâu mà nó tan vỡ. Như là em thì lấy được 6 năm rồi, ông xã em thì hồi đó còn đang ít tuổi nên là cũng hay uống rượu á, về thì em nói không nghe, cũng có đánh em mấy lần rồi em làm đơn em ly hôn. Dạ, yeah. Có nghĩa là cũng hơi vũ phu ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà đây thì không có thời gian để nói đó chứ nhiều quá nên là chỉ nói đơn giản, đơn sơ thôi. Dạ. Thì không thì mình đi ngắn gọn thôi. Thổ lộ chút xíu gì đó để cho quý vị biết thôi. Thì em về em khuyên cũng không nghe, có đánh em mấy lần em buồn em làm đơn ra tòa. Rồi ông xã chị là người gốc ở đâu chị? Ông xã em người Quảng Bình. Quảng Bình. Dạ. Còn chị? Em người Hà Tĩnh. Chị ở Hà Tĩnh hả? Dạ. Chị vào Nam lâu chưa? Dạ em vào lâu rồi, ba mấy năm nè. Ba mươi mấy năm. Dạ. Vào đây là mới gặp ông xã hay là gặp từ ngoài đó luôn? Dạ em vào đây mới gặp ạ. Rồi ở ngoài quê mình á, Hà Tĩnh hả? Là còn bà con thân thuộc gì ngoài đó? Dạ có, ba bố em còn, mẹ em mất rồi bố em còn. Năm nay cũng lớn tuổi không à. Trời, chị Lương có thường về không? Dạ có, mỗi năm mới về. Tại bố em lớn tuổi rồi. Rồi bây giờ nãy giờ mình giống như mình mở lời ha, cho cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn chút xíu. Hôm nay chị Lương đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương nè.
Chị muốn tìm cái ý chung nhân của mình là cái mẫu người đàn ông như thế nào chị? Nói chung là em chỉ tìm một người sống có tâm đạo là được. Chỉ có nghề ổn định. Tâm đạo, có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Rồi còn gì nữa chị? Sống yêu thương để về sống đoạn đời còn lại của mình. Có tâm đạo. Dạ. Có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Chị có cần nhà cửa không? Nói chung là có thì cũng tốt. Rồi không có sao? Không có thì em cũng có nhà. Dạ. Có nghĩa là bây giờ cái anh đó vẫn có thể theo chị về nhà ở được hả? Dạ được. Rồi con chị có chấp nhận không? Dạ có. Có cháu nó vẫn ủng hộ cho em. Tại vì em ở từ đó đến giờ cũng nuôi con là không nghĩ gì đến bản thân. Giờ con lớn này con nó cũng đồng nguyên kiếm một bờ vai để sống đoạn đời còn lại. Có nghĩa là cần một người có tâm đạo. Dạ. Biết yêu thương gia đình. Dạ. Và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Rồi chị có nghĩ là khi về ở chung nhà với mình nó có sẽ xảy ra cái mâu thuẫn giữa cha dượng và con không? Nói chung là cũng có nhưng mà không. Chị có suy lượng chưa? Chị có không tính có cái đường quan trọng mấy lắm đâu vì con em nó cũng sống cũng hiểu biết lắm. Thí dụ như con mình sống có hiểu biết nhưng mà lỡ cha dượng mới bước đầu thì nó rất là ok, nó rất cái gì đó rất là bằng phẳng, nhưng mà sau khi mà về với gia đình mình nó có nhiều cái bộc lộ ra rồi, lúc đó chị nghĩ như thế nào? Thì cũng nói mình chung có vội vã không? Nói chung là cũng phải tìm hiểu một thời gian này mới đi đến hôn nhân về sống với nhau. Đúng rồi, mình phải có một cái sự tìm hiểu lâu dài mới được. Dạ. Rồi tự vì mình đã gãi đổ rồi. Dạ. Thì mình phải từ từ. Chứ một lần nữa thì nó sẽ rất là khó. Dạ đúng rồi ạ. Nên chị đến với chương trình nè. Có nhiều khi tụi tôi hỏi những cái câu hỏi á, thấy nó tưởng tượng giống như là mình thấy khó trả lời, nhưng mà thật sự trong cuộc sống nó sẽ xảy ra. Dạ. Lúc nào nó cũng có thể xảy ra đến với cuộc đời của mình hết. Dạ. Nên thành ra chị ngồi trên đó, chị có cái gì còn khuất mắc ở trong lòng của mình, chị muốn trải lòng ra, muốn cái người đàn ông đó như thế nào, chị cứ nói ra hết để các anh thấy và hiểu được mình. Rồi sẽ tự động, chủ động hơn trong cái việc mà tìm kiếm để ghép lại cái mảnh ghép để đi với mình đến cuối con đường. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Thì chị bây giờ chị còn cái gì chị cứ nói đi. Cứ nói hết ra mình cần cái gì. Nói chung là giờ cũng lớn tuổi rồi thì em cũng muốn cần một người có sống có tâm đạo, rồi nghề nghiệp ổn định, rồi biết thương yêu nhau để sống đoạn đời còn lại là được. Cũng không cần gì hơn. Rồi, bây giờ anh đó ở tận miền quê xa xôi như ở Cà Mau đi. Thì ảnh cũng có nhà cửa, vườn tược, ảnh không có thể bỏ đi theo chị được. Rồi ảnh muốn chị về dưới ở với ảnh, chị có đi không? Dạ được, em thì nói chung nhà cửa em làm cho con hết rồi, giờ đi đâu cũng được hết. Đi đâu cũng được hết ha? Dạ. Chấp nhận đi luôn? Dạ. Nhưng mà em ở Sài Gòn thì có, em nghĩ là lên ở Sài Gòn thì vẫn hay hơn. Nhưng mà rốt cuộc là thì vẫn ở Sài Gòn hay hơn. Thì đi đâu đi cũng được. Nhưng mà ở Sài Gòn thì em thấy nó cũng được. Cuộc đúng sống rồi, nó còn được. Nó sẽ dễ sống hơn ha. Dạ. Chị có ở quê mình, chị có làm nông, làm rẫy gì không? Không, em vào đây lâu rồi. Em học xong cấp 3, học cao đẳng xong em vào đây. Chứ em không có làm ruộng không gì. Thì hiện nay chị làm công nhân cho công ty, là công ty đó làm cái gì? Công ty đó bên chuyên bên may mặc á. Vậy là chị có cái nghề may ha? Dạ. Khi đến đây chương trình này thì các con của chị đều ủng hộ chị? Dạ đúng rồi ạ. Không ai ý kiến gì? Dạ. Rồi gia đình chị có ủng hộ chị?
Em thì gia đình ở quê nên em không hỏi. Tại vì một khi chương trình này tụi em phát sóng đưa lên không gian mạng á, sẽ rất là nhiều người biết đến. Và cũng có rất là nhiều những cái comment nó trái chiều. Thì chị có chấp nhận để cho tụi em sử dụng hình ảnh của chị đưa lên không gian mạng không? Dạ được ạ. Dạ. Ok ha. Dạ. Rồi ngoài cuộc sống của mình hàng ngày mình đi làm công nhân về, rồi nấu cơm nước lo cho con, chị có làm thêm cái việc gì bên ngoài không? Dạ không, em ngoài công việc về là chỉ nấu nướng cho con cái ăn, lại con cùng ăn thôi. Rồi thỉnh thoảng mình có đi đâu giải trí không? Có, như lễ Tết thì em cũng có đi du lịch. Dạ, đưa con đi đây đó. Rồi chị có thích thêm một người nữa để cùng mình đi du lịch không? Dạ có ạ. Có. Thích đi du lịch lắm. Rất muốn ha. Dạ. Rồi bây giờ chị có thể cho quý vị khán giả biết về cái vóc dáng của mình, chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Em thì cao 1m60, nặng 51kg. Mét 60, nặng 51kg. Dạ. Rồi bây giờ chị ngoài những cái yếu tố mà chị muốn cần ở cái mảnh ghép của mình á, như nãy giờ chị chia sẻ, chị có muốn là cái mảnh ghép của mình là anh đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không? Nói chung mà tốt thì được 65, đàn ông thì phải 65, cao 1m65 trở lên thì nó đẹp. Còn không được thì 62 trở lên cũng được. 62, 65 ha? Dạ. Nặng, cân nặng? Cân nặng thì từ xa cũng cỡ 65 trở lên. Có thích mẫu đàn ông bụng phệ không? Dạ. Có thích mẫu đàn ông mà có bụng phệ không? Dạ không. Không hả? Hơi hơi cũng tí hơi, cũng được. Một tí thôi ha? Dạ. Rồi chị có thích cái người đàn ông á mà đến với cuộc đời mình có rượu chè, chị có thích không? Dạ không ạ. Em thì không thích ông xã nhậu đâu. Tại trước là em đã bỏ rồi. Có nghĩa là ông xã trước là cũng đã nhậu nhiều rồi đúng không? Dạ, là em đã ly hôn rồi. Giờ, bây giờ là sợ rồi phải không? Giờ sợ lắm luôn ấy. Còn cà phê nhưng thuốc? Chung là đàn ông thì không tuyệt đối, mà đi đám tiệc thì có xã giao thì được, uống xã giao thì được. Chứ mà mỗi ngày mà uống thì em không chịu đâu. Cà phê thuốc lá hay sao? Cà phê thuốc lá thì được. Cái đó là giao tiếp làm ăn mà ha? Dạ, cái đó là giải trí thì không sao. Nhưng mà thuốc thì cũng bỏ bớt đi chứ cũng hại sức khỏe. Rồi cái anh đó đáp ứng đầy đủ hết yếu tố của chị nè. Bây giờ ảnh hơi gia trưởng chút xíu rồi, chị có chấp nhận không? Gia trưởng thì em cũng không thích mấy đâu. Có nghĩa là cô không thích ha? Dạ. Nếu mà đáp ứng yêu cầu hết nhưng mà có gia trưởng cô không chịu. Gia trưởng ít thôi chứ gia trưởng nhiều quá thì cũng chịu nổi đâu. Cũng chấp nhận được nhưng mà nó trong cái phạm vi nhỏ nhỏ thôi ha? Dạ đúng rồi. Rồi đi đâu chị cũng đi, nhưng mà cái tốt nhất là kiếm cái anh nào ở gần thành phố thì nó thuận tiện hơn ha. Sao? Dạ đúng rồi ạ. Chứ về quê thì thấy nó cũng mỗi lần đi lại thấy cũng. Rồi chị xem trên chương trình của đứa em này là Sài Gòn Go đúng không? Dạ. Chị xem được cái clip, những cái video ở trên đó, chị có chấm được anh nào trên đó chưa? Dạ em cũng chưa có thời gian mà xem hết nên là chưa. Rồi cái động lực nào mà chị xem những cái video nào mà thúc đẩy chị đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương? Nói chung là em xem thấy tin tưởng Sài Gòn Gold, tin tưởng với rất là ý nghĩa với nhân văn, em rất thích. Chị có tối về chị thường lướt xem lắm hả? Dạ thỉnh thoảng cũng phải lướt xem. Lướt xem để khi chị đến ngồi trên ghế nóng nè, với lại đối thoại với chương trình nè, thì chị thấy có rung không? Dạ cũng có hồi hộp chút. Nhưng mà bây giờ thấy sao? Nói chung là cũng hơi hồi hộp.
Chị thấy chương trình tụi em làm bên mảnh ghép yêu thương của Sài Gòn Go này rất là ý nghĩa, nhân văn, em rất là thích, với lại nó giúp cho những cái mảnh đời bất hạnh như em để sau để kiếm một bờ vai mà sống đoạn đời còn lại. Rất là tuyệt, em rất thích. Chương trình cũng cảm ơn cái lời khen của chị ha. Chương trình cũng sẽ chúc cho chị có được cái nhiều sự may mắn đến với chị để tìm được cái mảnh ghép nó phù hợp, thật sự phù hợp để mình đi đến cuối cái con đường của cái cuộc sống này. Dạ, nó được tốt đẹp hơn. Dạ. Tự vì mình đã đổ vỡ một lần rồi, nói thẳng ra là nó cũng khó lành lắm, nó lâu lắm. Dạ. Chương trình cũng hiểu được cái chuyện đó, nên thành ra cũng sẽ cố gắng hết sức kiếm một cái mảnh ghép thật sự là phù hợp để ghép đôi anh chị với nhau. Dạ. Thì đồng cảnh ngộ thì nó dễ thông cảm với nhau. Dạ. Mình dìu dắt với nhau đi tuổi về già nó cũng vui. Dạ đúng rồi ạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Công việc chị làm có giờ giấc nó có gò bó không? Dạ không ạ, em làm thoải mái, tại em làm lâu rồi. Một ngày chị làm mấy tiếng? Dạ em ngày em làm có 8 tiếng. 8 tiếng. Dạ. Có lúc có tăng cao? Dạ có khi cũng có. Rồi thí dụ như cái anh đó anh muốn hẹn hò với chị á, rồi chị có thời gian để mà sắp xếp một tuần chị có thể gặp được bao nhiêu lần? Như là chủ nhật thì được. Gặp ngày chủ nhật thôi. Có nghĩa là chủ nhật rảnh. Dạ. Có thể gặp được ha. Dạ, dạ. Còn những ngày kia thì mình mắc bận làm. Dạ. Đi làm về thì nói chung hơi cực. Nhưng mà sau cái chương trình này đó, cái video này phát sóng lên á, thì sẽ cũng sẽ có rất là nhiều anh gọi đến chương trình. Dạ. Nhưng mà cũng sẽ mời mấy anh tới đây ghi hình giống như chị vậy đó. Dạ. Rồi chị xem ảnh cũng giống như ảnh đang xem chị vậy nè. Rồi khi nào mà hai người cảm thấy nó có sự đồng cảm gì đó thì báo chương trình tụi em, thì tụi em sẽ sắp xếp cho hai anh chị đến đây một lần nữa. Chị dạ. Chị có thể sắp xếp đến với chương trình lần nữa không? Dạ có ạ. Để hai anh chị, cho hai anh chị ngồi trò chuyện với nhau. Dạ. Để mình tìm ra cái quan điểm đồng với nhau. Rồi lúc đó hai anh chị tự cho số ha. Dạ. Rồi mình tìm hiểu một thời gian gì nào đó. Dạ. Khi nào quyết định đến thì nhớ báo chương trình biết ha. Dạ. Tụi em sẽ ghi hình chúc mừng anh chị vậy đó. Dạ, dạ được ạ. Dạ. Rồi chị có cần cái gì ở cái mảnh ghép mà mình muốn tìm nữa không? Nói chung là giờ cũng lớn tuổi rồi, với cũng trải qua cực khổ rồi, nên là cũng cần một bờ vai sống tâm đạo, rồi biết thương yêu vợ con để đi hết đoạn đời còn lại này thôi. Chứ cũng không cần gì, không cần gì nhiều. Chị miễn Lương, người chồng đó có công việc ổn định với biết quan tâm là được. Thì cũng báo với các anh biết chị Nguyễn Thị Hiền Lương, cái tên cũng rất là hiền luôn ha, mà cộng thêm chữ Lương nữa rất là hiền luôn. Đây 54 tuổi, cũng rất là trẻ luôn đó. Yeah. Thì các anh hãy xem mà mình cảm thấy đồng quan điểm với chị Lương á, thì hãy nhanh tay bắt điện thoại lên gọi đến chương trình để chương trình sắp xếp ghi hình cho các anh, rồi sẽ mời các anh đến đây cùng với chị Lương, phải không? Chúng ta cùng nhau trao đổi để tìm tiếng nói chung. Dạ. Để ghép cái mảnh ghép nó hoàn hảo. Dạ. Rồi hôm nay chương trình cũng có lời chân thành gửi đến cảm ơn chị Hiền Lương đã dành thời gian quý báu của mình đến với chương trình để dạ. tìm cái nửa mảnh ghép yêu thương của mình. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình, chị Hiền Lương có lời nào gửi đến cái mảnh ghép sắp tới của mình, cũng như là lời chào khán giả để mình khép chương trình chị ha? Dạ, cũng cuối chương trình Hiền Lương xin
chào quý cô chú bác trên cộng đồng mạng trong nước và người ngoài nước lời chúc sức khỏe và tốt đẹp nhất ạ. Có cái lời nào? Rất là cảm ơn tới chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của Sài Gòn Cô. Rất là ý nghĩa và nhân văn lắm ạ. Dạ, cái đó tụi em ghi nhận. Dạ. Ý em nói đây là chị có muốn gửi một cái lời nào nho nhỏ đến cái ý trung nhân sắp tới của mình không ạ? Như là Hiền Lương lên đây thì cũng muốn tìm một tờ vai để sống đoạn đời còn lại, thì mong rằng tìm một người thực sự thương yêu và chia sẻ trong cuộc sống. Ừ. Sống là tâm đạo. Thật sự thương yêu luôn mới được ha. Dạ. Vậy thôi. Ừ. Để đi hết đoạn đời còn lại. Mà quên nữa, chị Lương có đạo gì không ta? Em đạo Phật ạ. Đạo Phật ha. Dạ. Đạo Phật dễ thông cảm ha. Rồi thôi cũng cảm ơn chị ha. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng có lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả cũng như các bạn thân mến. Có một ngày nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, dạ. Em cảm ơn chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương ở Sài Gòn Go. Tạm biệt, bye.